Ở cái video trước thì mình đã loát cái phần lọc theo cái xuất xứ này. Đấy. Thì ở cái video này mình sẽ hoàn thiện lại tiếp phần block. Nói chung là mình không làm một phần nó hoàn chỉnh đâu. Và mình sẽ làm hôm nay là phần này, hôm sau là phần kia. Tại vì nói chung là làm nó cũng tùy hứng. Nên là các bạn cứ từ từ nó sẽ xong rồi. Ở phần block thì hiện tại ở phần danh sách có những ở đây là đây chỗ ở trang danh sách thì phần này mình chưa show này. Đây là ở đây mình sẽ show ra những cái bài viết nổi bật nhá. Các bạn vào trong phần admin article này. Đấy, nó sẽ có là một cái bài viết hot. Ok. Thì ở đây mình sẽ show ra bài viết hot. Thì các bạn vào cho mình cái phần block controller này. Ở đây này, đây là lấy là mình comment lại luôn cho nó ấy này. Danh sách bài viết này. Tiếp theo là mình sẽ lấy ra bài viết nổi bật này. Article host, họ sẽ bằng gì? Ở đây thì mình cũng query như thằng này thôi. Đấy, nhưng mà gì? Ở đây nhưng mà mình sẽ có kèm thêm một điều kiện là ahost bằng 1. Đúng nhỉ? Mình vào lại cái bảng article xem mình để ahost đây là article đâu ta? Đây article đây. Mình để là đây ahost này bằng 1. Thì mình sẽ lấy ra ở đây mình chỉ get thôi, mình không phân trang. Ở đây mình sẽ lấy ra khoảng tầm 4. Coi đây mình xem này. Mình lấy làm sao căn 2. Mình sẽ lấy ra 6 bài nhé. Đấy, thì ở đây mình sẽ chuyển sang bên này. Đây, thì ở cái view article này. Đây. Đây là view article đáp về đồng hồ top bán chạy, ok rồi. Và đây là sản phẩm bài viết nổi bật này. Bài viết nổi bật. Ok. Ở đây mình sẽ bỏ đi cái thằng này nhé. Mình sẽ không dùng thằng top này đâu, mình sẽ fake luôn thằng này. Item. Add article. Em fake. Ok. Thì ở đây mình cũng đầu tiên là avatar mình copy lại thằng này đi. Ở đây avatar cũng product đây, ok. Đây là cái tên anem. Cái này mình cũng bỏ đi, mình sâu luôn thằng anem này. Vào cái tiêu đề vào đây. Thằng giữa đây, thằng giữa này mình tắt. Tiếp theo là cái là đây là thay thay thủ cũng tương tự, mình add vào đây. Cái link thì mọi người cũng thể copy trên này được. Link article nhé, mình nhầm. Đấy, còn link bài viết thì là nó sẽ nằm ở đâu ta? Đây, bài viết thì nó nằm ở đây, article. Get blog creator. Đây. Đấy, về mình ra ngoài xem này. System lỗi của Pháp. À đây.
Nói chung các bạn để ý cái lỗi, các bạn sẽ nhìn được bước nó nhanh hơn. Đấy, bài viết nổi bật. Ở đây thì hiện tại dữ liệu này mình chưa có nhé, nhưng ở trên hệ thống test thì đã có dữ liệu rồi ấy. Thì khi nào mình đẩy lên thì mọi người nhìn thấy. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mình kích vào cái chi tiết này, cái tốp bắn chạy này mình vẫn chưa hiển thị được. Ok, thì mình sẽ gì? Ở cái đầu tiên là mình có cái controller này, article detail đúng không, chưa có. Mình sẽ vào tiếp là block đây, hot tôi vẫn chạy, mình sẽ vào thằng này, mình sẽ truyền thằng đây. Ở cái này bởi vì sao, bởi vì ở bên mình đã kế thừa lại từ cái block base controller nhá, nên là mình có thể gọi nó luôn. Thì ở một cái view chi tiết đây, article và article detail này, ở đây ở trong cái component này thì các bạn tạo cho mình một cái file là file product, để in sẽ gọi là product top product top article đây, top product chấm đấy, mình sẽ tạo file này đi, top product đi. Thì các bạn copy cho mình ở cái file này này. Đây. Các bạn copy cho mình cái phần này. Đấy. Các bạn include. Đây là for name này. Chấm paste này. Chấm for name chấm component này. Chấm top product. Đấy, ở đây mình sẽ phải truyền cái gì đấy từ từ. Các bạn copy cái phần đấy sang bên này cho mình. Đấy. Thằng này các bạn đổi lại cho mình ở đây nhá, là product có S. Đấy. Thì ở cái view này các bạn truyền là đây, cái biến mình gửi sang là gì, product bay đúng không, thì thằng này sẽ là product bay. Đấy, đầu tiên là mình sẽ xem ạ. Ok nhá, mình đầu tiên là bài viết này, product unify ở đây, nhầm mình sẽ phải là gì bên này, event void. Mình đang sai. À, nhầm. Đây là biến. Ok. Đấy, nó đã có giá trị rồi thì mình bỏ cái debug ở bên top product đây, sẽ tắt này đi. Đấy, các bạn thấy nó sâu ra rồi đúng không? Ok. Thì ở bên cái phần tiếp tục, các bạn copy ở cái phần này sang cái chỗ index trong cái article detail nhá. Index article detail. Top product đây, các bạn đóng cái phần top bắn chạy này và các bạn paste cái thằng này vào đấy, thì mình sẽ vào một thằng chi tiết bất kỳ này. Ok, vậy là nó đã ra rồi, thành công. Tiếp tục ở cái phần này thì tạm thời mình cũng sẽ ẩn cái thằng này đi ạ. Ở đây mình sẽ ở trang chi tiết thì mình sẽ là gì, chi tiết thì nó sẽ phải là bài viết liên quan đúng không, đấy bài viết à không. Ở đây mình vẫn show ra bài viết hot. Ở đây mình vẫn show ra bài viết nổi bật, nên tạm thời mình sẽ ẩn thằng này đi. Quay lại cái phần index của article. Các bạn copy luôn cho mình cái phần này. Sau đó ở ngoài này các bạn tạo cho mình một cái hot article. Đấy.
Đấy. Và gì và các bạn đây các bạn sửa chỗ này cho mình thành article có s. Sau đó thì như thế nào, các bạn cũng include vào, thay vì đây là mình sẽ hot article này. Đây, các bạn hiểu chỗ này nhé. Đây, article. Thì ở đây thì mình blog của mình sẽ là article hot này. Article. Cái này cũng là article. Đấy. Thì ở bên này mình sẽ bên trang chi tiết detail, ở bên trang detail các bạn cũng include thằng này vào. Thì ở cái article detail top bay thì các bạn cũng truy vấn một cái hot nữa. Thế thì hai cái hot này nó cùng có đều phải truy vấn. Đây. Thì mình sẽ copy cái bài viết hot này vào đâu, bài viết nổi bật này vào trong cái bay. Thì mình sẽ chỉ viết một lần thôi xong mình kế thừa. Đấy. Mình sẽ get add hot. Đấy. Đây thì các bạn return cái này. Bài viết nổi bật. Ok. Thì ở bên này mình sẽ gì? Bên bên product này. Hot này sẽ gì? Sẽ bằng zip mà trỏ tới cái này. Đấy. Thì ở bên cái article detail các bạn cũng tương tự. Đấy. Mình sẽ F5 lại. Ôi cái này có lỗi rồi. Class article à, trong cái bay bay này mình chạy yêu vào. App model. Đấy. Unify article. Ở cái top hot trong chi tiết à. Đây, mình xem lại chi tiết này. Article, ok. Ở đây thì nó sẽ là này nhỉ. Đây. À, article nhầm có S. Số nhiều thì mọi người để S nhé. Đấy. Ok. Đấy. Vậy là mình đã xong cái phần sâu ra hai cái này. Còn lại hai cái này. Phần hai cái phần này này và cái phần này này. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ làm những cái sâu tiếp ở video sau.